Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái bóng chung cộng sau vụ án gang thép Thái Nguyên. Fisico 2, tức dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên, là một trong 12 đại dự án đang nằm đắp chiếu hay thua lỗ triền miên của Bộ Công Thương. Fisico 2 được phê duyệt từ năm 2005 với tổng số vốn là 3.843 tỷ đồng, mà 90% là vốn vay, được xây dựng từ năm 2007 với mong muốn sản xuất 500.000 tấn thép một năm. Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC là đơn vị trúng thầu trọn gói với giá 160,88 triệu Mỹ kim. Năm 2012, do không giải quyết được vấn đề biến động giá thị trường, tập đoàn này rút về nước mà không bàn giao cho công ty Tisco 2 đã thanh toán 92% giá trị hợp đồng. Tisco 2 trở thành một bãi sắt vụn không hơn không kém, và gần 4.000 tỷ đồng trở thành nợ không khả năng hoàn trả. Như thế, ngay từ năm 2012, tức 5 năm sau ngày khởi công, Tisco 2 đã bắt đầu có hiện tượng đình trệ sản xuất. Thế nhưng sau đó dự án vẫn được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấp thuận điều chỉnh tăng thêm 4.200 tỷ đồng theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tisco 2 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nâng mức đầu tư lên 8.000 tỷ đồng. Con số điều chỉnh này ngày nay được đánh giá là thiếu cơ sở pháp lý và không hiệu quả. Vụ án gang thép Thái Nguyên mở màn với 5 cán bộ cao cấp của Tổng Công ty Thép Thái Nguyên và Tisco 2 bị bắt giam từ tháng 4 năm 2019. Nhưng đây cũng chưa phải là mấu chốt của vấn đề, đã biến một số cán bộ, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải, có nguy cơ thành củi đốt lò của ông Trọng. Ngày 9 tháng 12, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ nói ngắn gọn sai phạm trong chỉ đạo của Hoàng Trung Hải và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông Vũ Huy Hoàng và ông Hoàng Trung Hải thời gian ấy còn là Phó Thủ tướng và đã đánh giá dự án Tisco 2 có hiệu quả, đưa đến việc tiếp tục nhắm mắt lao vào tiền vay và kỹ thuật lạc hậu của Trung Cộng. Tại sao các ngân hàng đầu tư Trung Quốc lại dễ dàng mở hầu bao để giúp mở rộng công ty gang thép giai đoạn 2 như thế, dù nó đang là đống sắt vụn? Lý do rất dễ hiểu, họ muốn biến Việt Nam thành con nợ và dễ dàng siết nợ. Đó là mánh khóe khiến Việt Nam ngày càng lún sâu vào sự phụ thuộc của họ. Còn về phần của quan chức Việt Nam cũng hưởng lợi không nhỏ từ các nhà thầu Trung Quốc, nhờ vào sự tiêu thụ công nghệ lỗi thời của họ. Hầu hết 12 đại dự án thua lỗ của Bộ Công Thương đều mắc phải tình trạng này. Chẳng hạn nhà máy bột giấy Phương Nam đầu tư 4.500 tỷ do Trung Quốc xây dựng. Sau nhiều lần chạy thử không ra được một sản phẩm, nay giao bán 3 lần không ai mua. Đây chính là hệ lụy đáng sợ của hình thức tổng thầu Trung Quốc mà các dự án Việt Nam luôn mắc phải. Thời gian vừa qua, dự giằng co trong dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có vẻ cũng chưa làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sáng mắt ra. Do đó, việc ông Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao khúc nhạc dạo đầu sẽ mang một số cán bộ cao cấp ra tòa. Kể cả Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải cũng bị xem xét kỷ luật. Không có gì là ghê gớm, nó chỉ cho thấy một mảng đen tối của các vấn đề là lòng tham lam vô độ, khả năng điều hành quản lý của cán bộ Cộng sản bất chấp quyền lợi quốc gia, sẵn sàng bắt tay với nhà thầu Trung Cộng để kiếm hoa hồng. Nhưng mảng lớn nhất mà ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam muốn che giấu đó là sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Về chính trị, kinh tế ngày càng sâu đậm. Chắc chắn vụ đầu tư Tisco 2 phải có liên quan đến tứ trụ trong thời gian đó. Khi Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư và Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng, chứ không riêng gì Hoàng Trung Hải và Vũ Huy Hoàng. Cho nên, để trả lời câu hỏi vì sao ngay từ năm 2012, dự án Tisco 2 hoàn toàn không có khả năng sản xuất và Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bơm tiền vay từ Trung Quốc. Chẳng những vậy, còn đưa ra bao nhiêu biện pháp cứu nguy mà không chịu dừng lại cũng không có gì là khó.
Rõ ràng là phía sau dự án này, ngoài số cán bộ tham ô bất tài của Cộng sản Việt Nam, còn có cái bóng của Tập Cận Bình. Hà Nội cố tình rơi vào chồng con nợ Trung Quốc dương ra để cuối cùng phải quy phục Trung Quốc như một chư hầu. Cũng chính vì thế, khi Trung Quốc đem tàu vào bãi Tư Chính vào đầu tháng 7 năm 2019, cày xới vùng biển chủ quyền của Việt Nam và trở lại nhiều lần sau đó, nhân dân Việt Nam đồng tình muốn kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, nhưng Cộng sản Việt Nam lặng thinh và không dám kiện. Chẳng qua Hà Nội sợ bị siết nợ và làm mất lòng Thiên Triều, mà nợ thì đâu chỉ có món nợ gang thép Thái Nguyên mà còn biết bao nhiêu là các món nợ khác từ Bắc tới Nam. Đó là sự thật, và câu hỏi vì sao dự án TIXCO 2 của công ty gang thép Thái Nguyên nằm đắp chiếu suốt 14 năm nay và còn tiếp tục đến không biết đến bao giờ. Rất nhiều người phấn khởi cho rằng cuối cùng thì sự chờ đợi của dư luận cũng được phản hồi. Ba nhân vật có vấn đề từ bao nhiêu năm nay lên thớt, và chắc chắn bọn họ có an toàn về vườn thì sinh mệnh chính trị cũng không có cách nào để cứu vãn. Thật ra nếu nói người Cộng sản coi trọng sinh mệnh chính trị thì đúng phân nửa. Đúng, khi họ chưa ngoi lên được đỉnh cao quyền lực thì sinh mệnh chính trị là cứu cánh cho mọi mục tiêu ấy. Nhưng tới khi đã đạt được đỉnh cao rồi thì sự nghiệp tài sản mới quan trọng đối với họ. Cống hiến để đổi lấy cái thành quả cuối cùng ấy bằng mua chuộc, quỳ lụy, cấu kết, biển thủ và cuối cùng là hạ cánh an toàn. Để đạt được mục tiêu, họ sẵn sàng mua chuộc đường dây dẫn tới vị trí mà họ nhắm tới. Muốn chắc chắn hơn, họ chấp nhận, quỳ lụy và dâng hiến tất cả những gì họ có. Họ sẽ cấu kết với nhau làm thành liên minh để kiếm trác, và hành vi biển thủ công quỹ là mục tiêu cuối cùng trước khi hạ cánh an toàn. Những đoạn đường ấy, họ lấy bốn chữ sinh mệnh chính trị ra để khỏa lấp hay che đậy các ý đồ mà họ theo đuổi, cho tới khi vụ việc bị công luận vạch mặt họ mới cam chịu. Nhưng không dễ gì khai ra đồng phạm, vì chính đồng phạm là cái phao cuối cùng họ có thể bám víu vào trong thời khắc nguy nan nhất. Đối với Triệu Tài Vinh, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật do vi phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, thì thay vì lo buồn, ông ta có thể nâng ly cùng với các cánh hầu để thở phào, vì việc kỷ luật ông về cái tội này chỉ là hình thức giơ cao đánh khẽ. Đáng ra ông phải chịu hình phạt nặng nề hơn nhiều lần, vì trong những năm lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông bí thư tỉnh ủy đã đưa hệ thống gần như toàn bộ gia đình vào gần xa vào làm trong các vị trí quan trọng nhất của tỉnh. Với 8 cái tên họ Triệu trong các huyện thuộc tỉnh Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh xứng đáng nhận lãnh huân chương vì sự nghiệp gia đình hạng nhất. Nếu ông bị phanh phui vụ này thì 8 người mà ông cơ cấu ấy sẽ theo ông về chầu hỏa lò trong những căn phòng tăm tối nhất, và cái lò của Nguyễn Phú Trọng đang chờ sẵn. Ông Vũ Huy Hoàng là nhân vật thứ hai lên thớt sau khi đã bị cho về vườn, không kèn, không trống. Lý do đầu tiên không khác gì Triệu Tài Vinh, vì năm 2015, trong khi đương chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng đã cơ cấu cho con trai là Vũ Quang Hải, khi đó 28 tuổi, được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sapeco ở vị thế hàm phó vụ trưởng để bảo đảm đương vị trí chủ chốt là thành viên hội đồng quản trị đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc. Năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tổng công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam PVFI trong ngành công thương do bố là Vũ Huy Hoàng phụ trách. Nhưng đây chưa phải là lý do cốt yếu, vì hệ thống này có hàng trăm thái tử đỏ nắm vận mệnh quốc gia chỉ vì là con cháu ông này bà nọ. Lý do khiến cho ông Vũ về vườn là có quan hệ cốt tử với Trịnh Xuân Thanh và bị cho về vườn là vẫn còn may mắn. Lần này bị nêu tên một lần nữa, chắc chắn sự may mắn ấy sẽ chào vĩnh biệt ông rồi. Ông thứ ba là Hoàng Trung Hải, khác biệt hẳn với hai người trước, nhưng khi bị đặt lên chiếc lò bắt quái của ông Nguyễn Phú Trọng, quan hình thức kỷ luật thì hầu như
dân chúng khắp nơi hoan hỉ vỗ tay chúc mừng. Ông Hoàng Trung Hải mang một tội danh khác, tham nhũng, được Mỹ từ hóa, đã có ý kiến chỉ đạo nâng tổng mức đầu tư dự án gang thép Thái Nguyên thiếu căn cứ. Số tiền tham nhũng chưa được xác định nhưng hậu quả thì ai cũng đã thấy. Một nhà máy bề thế hạng nhất miền Bắc nay biến thành đống sắt vụn phế thải vì không thể vận hành trong hàng chục năm qua. Hoàng Trung Hải nguyên là Phó Thủ tướng, hiện giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, một vị trí có tiềm năng trở thành tam trụ. Trong nay mai, bỗng dưng bị đá văng ra khỏi chiếc ghế vàng không thể là một quyết định vội vã, mà quyết định ấy phải nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Vì Hoàng Trung Hải có một yếu tố rất quan trọng khác đỡ đầu, đó là yếu tố Trung Quốc. Dĩ nhiên cả vùng máy này đều không ít thì nhiều dính dáng tới Trung Quốc, nhưng dính tới mức mà một phó thủ tướng rồi bí thư thành ủy như ông ta lại bị một người tấn công, không mệt mỏi để công luận chú ý tới lai lịch cũng như hành vi thân cận của Trung Quốc thì không thể không có vấn đề. Đó là blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên của đài VOA, từng có hàng chục lá đơn tố cáo ông Hoàng Trung Hải là tàu cộng, bị Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2018. Ông Hùng viết tới 76 lá đơn tố cáo Hoàng Trung Hải trước khi bị bắt. Và dĩ nhiên không ai dám kết án ông Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải là có hành vi bán cả nhà máy gang thép Thái Nguyên cho tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC. Suy cho cùng, cả ba ông bị can chỉ là một cái cớ để người dân nhìn một hướng khác. Mặc dù cái cớ này xem ra nặng ký và khó tiêu hóa cho một thể chế lấy hào nhoáng bên ngoài làm cứu cánh hơn là quyết tâm tiêu diệt tham nhũng từ trong trứng nước. Nếu quyết tâm thì đã không có các vụ án như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, sẽ không có Vũ Nhôm hay tệ hơn là Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son trong vụ mobile phone mua AVG, cũng sẽ không có Thủ Thiêm đang mưng mủ. Những Tất Thần Cang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân sẽ không có cửa để trở thành sứ quân. Trong khi ba ông lên thớt thì làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chính quyền gióng trống phất cờ chiếm đất nông dân để giao cho doanh nghiệp. Trong khi Thủ Thiêm vẫn chưa hết tang hoang thì quan quân đã kéo đến vườn rau Lộc Hưng, tấn công đập phá một mảnh đất còn con nhằm chứng tỏ bạo lực cách mạng và đó là một cách đúng đắn. Vậy thì có nên tin quyết tâm của bộ máy trong sạch đất nước để đứng lên hay quyết tâm trả thù bất kể nhân dân luôn bại? Thâm hụt thương mại với Trung Quốc là điều Việt Nam mặc nhiên công nhận hàng chục năm qua trong giao thương hai nước. Với một nền kinh tế quy mô nhỏ 200 tỷ đô la hàng năm so với 1.700 tỷ của Trung Quốc, 2006, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 100 tỷ đô la hàng năm và con số nhập siêu luôn ở con số 30 tỷ đô la. Vào cuối tháng 11 vừa qua, Tổng cục Thống kê Việt Nam loan báo tin vui, thặng dư mậu dịch trong 10 tháng năm 2019 tính từ đầu năm đạt kỷ lục 9 tỷ đô la. Lấy từ con số tổng giá trị xuất khẩu 219 tỷ và nhập khẩu 210 tỷ. Thặng dư mậu dịch là điều đáng mừng trong tình cảnh nền kinh tế chưa tìm thấy lối đi sau hơn 30 năm dò dẫm trong nền kinh tế thị trường. Nhưng dường như các doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách cảm thấy không vui với con số 9 tỷ thặng dư này. Vì trong thực tế, những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua hầu hết là các hàng mặt hàng sản xuất từ Trung Quốc được trung chuyển sang Việt Nam rồi phù phép đội lốt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Điển hình như vụ khám phá 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc nằm trong kho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chờ xuất sang Mỹ. Lô nhôm đội lốt hàng Việt Nam này trị giá 4,3 tỷ đô la, nếu chót lọt, con số thặng dư hẳn phải lớn hơn 9 tỷ. Nhưng dù 9 tỷ hay 10 tỷ thì chủ nhân của nó cũng chỉ là những doanh nghiệp tư nhân mới nổi lên sau này, đặc biệt là từ sau vụ thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ, mà chủ nhân những doanh nghiệp này không ai khác là những thành phần con ông chó cha đang lao vào cuộc chiến bỏ túi đô la hàng tỷ Mỹ-Kim đằng sau sự che chở bằng quyền lực chính trị
của các bậc cha mẹ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vụ nhôm đội lốt, nếu ông Trung cho truy ra thế nào, Việt Nam cũng lãnh đòn trừng phạt, và đó là mối lo lớn nhất trong vụ thặng dư mậu dịch 9 tỷ đô la năm 2019. Nằm trong lo ngại đó, ngày 8 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross lần đầu tiên lên tiếng một cách nhẹ nhàng trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Chúng tôi quan ngại về thâm hụt thương mại 40 tỷ đô la. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giảm mức thâm hụt thương mại này. Khác với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6 năm 2019 đã thẳng thừng cáo buộc Việt Nam là quốc gia lợi dụng tồi tệ nhất trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Nhập siêu với Trung Quốc nhưng xuất siêu với Hoa Kỳ, đây là tình trạng sinh ra từ việc lợi dụng tồi tệ. Như nói trên hay nói khác đi một cách bất bình thường, bất bình đẳng mà Việt Nam cố tình làm ngơ. Chính phủ Việt Nam không phải không biết nhưng họ đã không làm gì trong một thời gian dài để sửa đổi tình trạng này. Nếu trong chính trị Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào Bắc Kinh mọi mặt thì những sự kiện giao thương nói trên còn cho thấy một bức tranh ảm đạm khác là nền kinh tế Việt Nam ngày càng lún sâu vào Trung Quốc. Con số thống kê xuất khẩu 2019 tỷ Mỹ Kim trong khi nhập khẩu lên đến 210 tỷ Mỹ Kim cho thấy đó là để có hàng xuất khẩu, Việt Nam đã phải nhập về rất nhiều thứ để gia công. Ước lượng có đến 80% nhiên liệu linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc tính cho đầu vào. Còn Việt Nam chỉ lo phần căn bản là điện nước, bao bì và các loại dịch vụ. Như thế, sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc không phải là sự kiện nhất thời mà nó đã kéo dài trong suốt thời kỳ gọi là đổi mới trong suốt 30 năm qua. Tình trạng lệ thuộc ấy có thể diễn ra mãi mãi về sau này vì bản chất của nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn không có khả năng thay đổi như người ta từng thấy. Nó đã được hoạch định và điều hành bởi những thành phần cán bộ chưa vượt qua những bài học căn bản của kinh tế thị trường nhưng lại đặt nặng vào lợi ích cục bộ và những con số thống kê hào hứng. Đôi khi là những con số ngụy tạo cho phù hợp với khẩu vị chính trị của chính phủ trong từng thời kỳ. Vì thế họ coi sự lệ thuộc vào linh kiện hàng hóa của Trung Quốc là chuyện bình thường. Trong lĩnh vực xây dựng, người ta còn nhìn thấy sự lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc khi Việt Nam vui vẻ sử dụng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm đã bị Trung Quốc chê ngay từ nước chủ nhà. Hầu hết 12 nhà máy đầu tư hàng trăm triệu Mỹ Kim của Bộ Công Thương Việt Nam đang thua lỗ hay trong tình trạng đắp chiếu đều có bóng dáng của nhà đầu tư Trung Quốc. Nếu nói hiện nay Việt Nam chỉ là bàn đạp, thậm chí là bãi rác cho nước khác để làm hàng xuất khẩu, nhưng nhận định nhiều người tưởng cũng không có gì quá đáng. Một khi nền kinh tế của một quốc gia đứng hàng thứ hai thế giới ảnh hưởng quá lâu dài lên huyết mạch chính của sự sống còn, nền sản xuất của kinh tế Việt Nam thì phương diện chính trị lệ thuộc vào Bắc Kinh lại nặng nề hơn. Trói buộc kinh tế càng gia tăng, lệ thuộc chính trị càng chồng chất và hệ quả tất yếu. Vậy làm sao lãnh đạo Việt Nam dám nghĩ đến chuyện thoát chung, hay nhẹ hơn là dám có tiếng nói mạnh mẽ chống lại những hành vi bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông? Do đó, với sự quy phục về kinh tế và chính trị của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, một thời kỳ Bắc thuộc mới đã trở nên nhãn tiền, và chắc chắn tai họa ấy sẽ làm tiêu hao rất nhiều xương máu dân tộc trong công cuộc đấu tranh thoát ách nô lệ Tàu Cộng trong tương lai, và đáng lẽ có thể tránh được. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.